Vừa có giấy phép quan trọng, VinFast bắt tay vào việc với công trình 4 tỷ USD quan trọng tại Mỹ. VinFast mới đây cho biết rằng, hãng đã có được một giấy phép quan trọng tại Mỹ, giúp hãng có thể tiến hành khởi công xây dựng nhà máy tại đây. Cụ thể, VinFast đã được cấp air permit, tạm dịch chứng nhận khí thải, là một trong những chứng nhận về môi trường mà hãng đang cần để tiến hành xây dựng nhà máy xe điện trị giá 4 tỷ USD tại bang North Carolina, Mỹ. VinFast cũng cho biết rằng, hãng vẫn tiếp tục xin cấp các chứng nhận khác cho nhà máy nhưng với chứng nhận Air permit thì hãng đã có thể tiến hành xây dựng. Đại diện của VinFast trao đổi với truyền thông rằng Air cho phép chúng tôi bắt đầu thi công giai đoạn 1, chúng tôi sẽ sớm bắt đầu. Tuy nhiên, thời gian bắt đầu cụ thể thì không được đề cập tới. Được biết, trước đó thì VinFast đã hoàn thành việc chuẩn bị mặt bằng. Tại giai đoạn 1, VinFast sẽ xây dựng khu nhà máy với công suất 150.000 xe trên một năm. Tổng mức đầu tư tại giai đoạn này là 2 tỷ đô. Tại giai đoạn 2, VinFast sẽ tập trung vào sản xuất pin dành cho xe điện. Theo kế hoạch, nhà máy của VinFast tại bang North Carolina sẽ bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 2024, giúp tạo ra hơn 7.000 việc làm. Theo các thông tin VinFast đã cung cấp từ trước, nhà máy của hãng tại bang North Carolina, Mỹ có diện tích khoảng 800 hecta, chia làm 3 khu vực chính, sản xuất ô tô và xe buýt điện, sản xuất pin và xưởng phụ trợ cho các nhà cung cấp. Theo thông tin đăng tải trên cổng thông tin của Cơ quan Chất lượng Môi trường bang North Carolina, Mỹ, VinFast đã hoàn thành việc nộp hồ sơ cấp Air Permit từ tháng 12 và hãng vừa nhận được chứng nhận từ hôm ngày 9 tháng 2 vừa rồi. Ngoài chứng nhận khí thải, VinFast cũng đã làm thủ tục xin cấp chứng nhận từ công binh lục quân Mỹ, đơn vị được thành lập để giảm thiểu tác hại tới chất lượng nước và đầm lầy. Nhà máy tại Mỹ có thể xem là nước cờ quan trọng bậc nhất đối với VinFast. Nhà máy bản địa giúp VinFast sản xuất ra sản phẩm có tính cạnh tranh hơn. Ngoài ra, nhà máy xe tại Mỹ cũng là điều kiện quan trọng để những chiếc xe của VinFast đạt tiêu chí nhận khoản ưu đãi thuế lên tới 7.500 USD của chính phủ Mỹ. Khoản ưu đãi này là một vấn đề quan trọng, tác động trực tiếp tới tính cạnh tranh của một mẫu xe điện trên thị trường. Tiêu chí xét duyệt nhận ưu đãi chú trọng tới nguồn gốc của xe và nguồn gốc nguyên liệu, ưu tiên sản phẩm tới từ Mỹ hoặc các nước đồng minh. Trong lúc nhà máy tại bang North Carolina Mỹ xây dựng, VinFast sẽ nhập khẩu nguyên chiếc xe từ Việt Nam. Lô 999 chiếc VinFast VF8 phiên bản City Edition đã cập cảng tại Mỹ. Giá của VinFast VF8 cũng vừa được điều chỉnh. Sau khi Tesla giảm giá mạnh tay cho hai mẫu xe bán chạy nhất của hãng là Tesla Model 3 và Tesla Model Y, e, đối thủ của VinFast VF8. Sau khi điều chỉnh giá, VinFast VF8 bản Eco CD tại Mỹ có giá 49.000 USD, tương đương với 1,17 tỷ đồng. Bản Plus CD có giá 56.000 USD, tương đương với 1,33 tỷ đồng. Từ CafeBiz Độc đáo TV tổng hợp và tin. Tạo ngay clip intro quảng cáo ngắn ấn tượng để phục vụ cho quảng cáo YouTube, Google Ads, Facebook Ads. Sử dụng để trang trí cover Facebook, website với mức giá chỉ 1 triệu đồng. Liên hệ Zalo 0964 002 593 hoặc truy cập website quảng cáo itb.com để biết thêm chi tiết.